cốc quê tôi, nước xanh xanh tận chân trời, thuyền ai mở trong bóng núi, lững lờ mây trôi. Ninh Bình ơi, nơi đất thiêng sông núi bao đời, nơi vua Đinh vua Lê dựng nước, bến Vân Sàng ân tình quê tôi. Ninh Bình quê mình ơi, sông đáy trong xanh Thúy Sơn cao vời vợi, mênh mông chiều mênh mông nước, em có về Tam Cốc quê. À, đi cà phê hết bao lâu hả bác lái đò ơi? Đi qua, đi xuyên. Ở chỗ khách sạn này nó làm to ấy nhỉ? Đây Pù Luông. Đấy. Đây là tư nhân thực sự đây này. Đấy, mô hình phòng đấy. Đẹp, nó sẽ chỉ mô hình trong Tam Cốc Băng Cà Lâu. Đây này kìa, cái ruộng lúa kìa bà kìa. Chuyên gia chân. Lấy được bây giờ không anh? Bình thường này một ngày bác mấy lốt bác? Tầm vào 5-6 ngày được một chuyến. À 5-6 ngày mới một lốt à? Một chuyến à? Thế thì ăn cua gì? Thì giờ làm cách cửa thì có 7 cửa. Vâng. Tưởng ngày thì đi được 2-3 chuyến lắm chứ. Không biết hình thành từ bao nhiêu năm đời rồi. À kia cái hang kia à, cái hang mà thấy cửa kia đây hả? Cạn nên mới sinh hoạt được đúng không? Ở đây là chuẩn bị vào hang cả đấy hả? Tam Cốc mà quên không mang cái rồi, không mang cái đèn pin rồi. Giá mà 80 mà có điều kiện đấy thì ông hãy nghĩ đi, hang đấy hơn bây giờ thì chịu rồi.
8, 9, 90 chưa ạ? Cái hang này là bao nhiêu mét anh ơi? 170 mét anh. 170 mét à? Mùa nước lên là có nước lúc nào lên mà không đi qua được không? Thuyền ấy. À, cái đợt trong kia là mùa nước là không đi được đúng không? À. Tây là đi qua đây là thích rồi, nói chung là những cái vùng này nó yên bình. Vâng. Đây mấy giờ là đò chạy chuyến sớm nhất anh ạ? 7 rưỡi à? Đây là ngọc anh bỏ xuống khai xả đen à? Dạ. Đâu, uống gần hết rồi, tí nữa mang tiếp. Có, uống nửa khai. Nhiều. Cái ngăn cho cá rô này là ngăn lâu chưa anh? Không biết rồi, nhưng mà cái việc mà ngăn này mình là từ ngày xưa rồi hay là mới một số năm gần đây thôi? Cái rô phi không ai bắt không ai ăn à? Đây, từ cái cột này vào đến cái chỗ lưới chắn cá rô phi kia là toàn bộ là hoa súng. Mùa này thì hoa súng đang chỉ là gốc với rễ thôi. Đến khoảng tháng 7, tháng 8 thì là hoa súng sẽ nở rộ đỏ rực của hai cái bên đường của cạnh cái ruộng lúa đây. Tạo thành một cái thảm rất đẹp, hai bên đường màu đỏ của hoa súng. Cũng của ông chủ này luôn à anh? À. Tức là khách vào đây là cũng phải đi thuyền vào đây để nghỉ hết đấy. Thế còn anh đi tiếp là đi tiếp được kia à? Không, ý em nói là anh mà đi làm thì tiếp được đi riêng nào. Làm thì còn đi vào được nữa. À, ok. Ôi, nhưng mà có thấy nhà nghỉ mấy đâu nhỉ? Hay là ở chỗ Tân đâu? Làm, thì làm, máy móc
À. Rồi, hết cốc 3 quay ra.
ta mà thương ai.